Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng biên tập viên Nguyễn Thiệp gặp gỡ với luật sư của chương trình. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với luật sư Nguyễn Thanh Hà tới từ công ty luật FP Law. Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình. Xin được gửi tới luật sư câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Gia đình chúng tôi sinh sống và làm việc tại Canada. Tôi có một con trai, con tôi có quốc tịch hiện tại là Canada. Cháu sắp tốt nghiệp cấp 3 bên này và muốn về Việt Nam học đại học thì thủ tục sẽ cần như thế nào ạ? Xin mời ý kiến tư vấn từ luật sư ạ. Trong trường hợp của con trai bạn thì cháu sinh ra và lớn lên tại Canada và hiện tại thì đang là người có quốc tịch Canada. Thế vì vậy mà cháu mà muốn theo học ở một cái trường đại học ở Việt Nam thì theo quy định của pháp luật Việt Nam thì cháu có thể nhập học tại một cái trường đại học của Việt Nam. Và hiện nay thì đối với cái hoạt động này thì cái Bộ Giáo dục Đào tạo có ban hành một cái thông tư là thông tư 30 về quản lý hoạt động của các cái lưu học sinh. Trong trường hợp này của cháu là các cái lưu học sinh. Và theo cái quy định của thông tư 30 thì đối với lại người nước ngoài mà muốn theo học đại học cấp bậc đại học ở Việt Nam thì phải đáp ứng một số các cái điều kiện. Thứ nhất là điều kiện về mặt chuyên môn. Vì theo quy định của luật hiện nay thì muốn vào cái bậc đại học thì các cháu phải tốt nghiệp cái cấp 3. Thế vì vậy mà theo quy định ấy thì cháu sẽ phải tốt nghiệp cái cấp 3 tại Canada. Ấy và xem xét là cái trường đại học của Việt Nam mà khi mà tiếp nhận cháu ấy thì có chấp nhận văn bằng cấp 3 của cháu hay không. Thì bạn nên liên hệ với cái trường đại học mà dự định cho con bạn nhập học để liên hệ để biết được là cái văn bằng cấp 3 của cháu ở Canada thì trường có chấp nhận hay không. Thứ hai là về độ tuổi thì hiện nay thì trong cái thông tư 30 thì không có giới hạn về độ tuổi người mà nhập học ở bậc đại học. Thứ ba là cái điều kiện về sức khỏe, là đối với lưu học sinh thì phải có đủ sức khỏe thì có thể là tham gia học tập cái bậc đại học tại Việt Nam. Thì khi mà cháu nhập học ở Việt Nam thì cháu sẽ liên hệ được trường hướng dẫn liên hệ với lại cái cơ sở y tế có đủ chức năng để khám cái sức khỏe, và nếu mà kết quả khám sức khỏe mà đạt thì cháu có thể theo học tại Việt Nam. Thứ tư là trình độ về ngôn ngữ thì tùy thuộc vào cái chương trình học tập của cháu tại Việt Nam. Ví dụ như là cái chương trình học tập ở bậc đại học của Việt Nam là học tiếng Việt chẳng hạn, thì cháu phải đáp ứng cái yêu cầu là có thể tiếng Việt phải nghe nói đọc viết được để hiểu được cái bài giảng. Còn trong trường hợp mà cái điều kiện tiếng Việt chưa đáp ứng thì cháu sẽ phải có thể phải học dự bị 1 đến 2 năm để học tiếng trước khi mà học chính thức. Thì hiện nay thì đây là các cái điều kiện để cháu có thể là theo học, nhập học với cái điều kiện là lưu học sinh từ Canada vào các cái trường đại học ở Việt Nam. Thì lời khuyên của tôi là anh chị lên liên hệ với một cái trường đại học để hướng dẫn thêm về các cái điều kiện nhập học, các cái thủ tục cũng như là các cái quy định về tiếng để cháu có thể nhập học một cách nó thuận lợi. Chị Võ Hồng Hạnh cũng có câu hỏi muốn nhờ ý kiến tư vấn từ luật sư ạ. Nội dung câu hỏi như sau: tôi lấy chồng người Mỹ, chồng tôi có con riêng 3 tuổi, chúng tôi sống ở Việt Nam. Nay tôi muốn xin cho con của chồng đi học tại Việt Nam thì tôi cần phải làm những thủ tục gì và ở đâu ạ? Với câu hỏi này thì không biết là luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ có những tư vấn như thế nào ạ? Đối với bậc giáo dục mầm non thì hiện nay thì Bộ Giáo dục cũng như là các cái văn bản pháp luật không quy định các cái điều kiện và các cái thủ tục để có thể nhập học đối với cái bậc giáo dục mầm non. Thế vì vậy mà trong trường hợp này thì cái người con riêng của chồng bạn thì 3 tuổi thì chồng bạn và bạn có thể liên hệ với các cái cơ sở mầm non của Việt Nam để làm các cái thủ tục nhập học cho cháu. Và tùy từng cái điều kiện của các cái cơ sở giáo dục mầm non này thì họ sẽ đưa ra các cái điều kiện và xem là bạn có đáp ứng hay không. Thì trong trường hợp này tôi nghĩ là hiện nay thì ở Việt Nam thì đang phát triển rất nhiều các cái mô hình giáo dục mầm non song ngữ hoặc là tiếng Việt hoặc là quốc tế. Thì bạn nên nghiên cứu và tìm hiểu các cái trường mầm non ở gần các cái khu vực mà bạn sinh sống để có thể là chọn một cái trường phù hợp cho con. Và cái thủ tục thì tương đối là thuận lợi, sẽ ký hợp đồng với lại cái cơ sở giáo dục mầm non đó, và mỗi tháng thì bạn sẽ chi phí các cái chi phí về sinh hoạt cũng như là chi phí về phí cho cháu. Sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng liên quan tới chủ đề mà chúng ta đang trao đổi ạ. Con tôi hiện đang theo học lớp 2 tại Nhật Bản. Tôi cũng dạy song song tiếng Việt cho cháu theo chương trình của Việt Nam.
Tới đây do yêu cầu công việc, tôi sẽ chuyển về Việt Nam và thời điểm này cháu sẽ chưa tốt nghiệp lớp 2. Vậy luật sư cho tôi hỏi, khi về nước tôi có thể xin chuyển cho con vào các trường công lập để theo học học kỳ 2 của lớp 2 được không? Thủ tục chuyển trường như thế nào ạ? Và tôi cần lấy những giấy tờ gì tại Nhật ạ? Đối với cái trường hợp mà con của bạn ấy là đang học ở Nhật Bản và muốn xin vào cái trường tiểu học công lập tại Việt Nam thì hiện nay thì theo cái quy định cụ thể, đó là theo quy định tại khoản 4 điều 40 của cái thông tư 41 năm 2010 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì có cái quy định cụ thể như sau, là học sinh trong cái độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc được học ở các cái trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc là trường tiểu học ở ngoài nơi cư trú nếu mà trường đó có khả năng tiếp nhận, và thủ tục thì thực hiện như sau. Thứ nhất là cha mẹ hoặc là người đỡ đầu học sinh gửi đơn đề nghị đến trường. Thứ hai là hiệu trưởng cái trường tiểu học thì tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp lớp phù hợp. Thì trong trường hợp này thì bạn có thể là xin học cho con của bạn tại cái nơi mà bạn sẽ cư trú hoặc là ngoài cái nơi cư trú nếu mà đáp ứng. Và trong trường hợp đó thì bên trường sẽ tổ chức một cái cuộc thi, sẽ tổ chức là khảo sát xem là con bạn có phù hợp hay không để cho cháu tiếp tục được học tiểu học tại Việt Nam. Thì bạn nên liên hệ với cái trường mà dự định mà có cho con bạn học để làm việc với trường, để trường hướng dẫn các cái thủ tục cụ thể và tiến hành hoạt động là khảo sát và kiểm tra cái trình độ trước khi mà cho cháu theo học. Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Hà. Vâng, xin cảm ơn anh.